Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức lễ khai mạc và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. Tuần lễ năm nay diễn ra từ nay tới ngày 7 tháng 10 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với mục tiêu thúc đẩy ý thức học tập suốt đời, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào đọc sách, từ đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển nhân lực và đào tạo nhân tài cho thủ đô. Những năm qua, Hà Nội đã tích cực triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập với mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội đăng ký trở thành thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Tại sự kiện, cùng với hoạt động giới thiệu sách, trao học bổng cho học sinh, khoảng 600 bản sách văn học đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng Thư viện Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời, tạo động lực cho những bước tiến tiếp theo trong lộ trình xây dựng Hà Nội thành một thành phố học tập toàn cầu.